chiều mưa, trưa trời mưa. Cầu kính dài nhất thế giới. Cái cầu bên kia là 290 mét. Còn cầu bên này là độ dài là khoảng 300 mấy chục mét. Chúng ta cùng khám phá trong màn mưa. Trong cái mưa cũng có cái thú vị là không ai đi hết, thành ra độc chiếm cây cầu. Không đi xuống luôn chị.